Sau phản ánh gần đây của phóng viên thời sự TRT về những bức xúc của nhiều hộ dân tại Thủy Dương, thị xã Hương Thủy liên quan đến công tác quản lý bảo vệ đất đai nói chung và những bất thường diễn ra tại khu vực hồ Tràng, chuồng bò của địa phương này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy đã giao cho thanh tra thị xã vào cuộc để làm rõ, trả lời dứt điểm cho nhân dân. Dù chỉ mới là bước đầu giải quyết, nhưng với quá trình đối thoại, trao đổi trực tiếp từ đại diện chính quyền với những người trực tiếp khiếu nại, đã phần nào giải tỏa được những bức xúc căng thẳng của người dân và là cơ sở để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Gia đình bà Lê Thị Chanh cùng một số hộ ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy gửi đơn kiến nghị đến chính quyền và các cơ quan hữu quan về việc đất ở, đất sản xuất của họ bị lấn chiếm hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để xác định lại rõ ràng ranh giới đất của các hộ gia đình để tránh hiểu lầm và gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cụ thể, bà Chanh thắc mắc vì sao một người mua đất chỉ có 400m mà lấn chiếm thành 600m. Ủy ban Nhân dân phường vì sao chậm giải quyết khiếu nại của công dân? Hay trường hợp hàng chục hộ gia đình canh tác tại khu vực chuồng bò, hồ Tràng là khu vực gần cổng chính của dự án sân gôn Huế thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, bỗng dưng mất đất sản xuất và đất thì lại được phù phép thành đất ở. Trong cái thời đạo của ông ấy là chỉ có 400-400m thôi mà còn 200m thì hàng bạn việc dây tay. Đó. Thì giờ chứ là ngang đây là tôi xin nguyện vọng là qua cho giờ các ban ngành để về đây mà thảo gỡ, mà giúp đỡ cho dân để lấy lại cái nguồn gốc đất của tôi. Xin bên các ngành cho báo và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật để mà lấy lùi lại cái sổ đất đây cho chia lại cho bà con. Đó, chất cúng lao của bà con là trước đây là quá khổ mà để cho những người khác có vào đây họ lấn chiếm. Sau khi phóng viên thời sự TRT phản ánh trong bản tin ngày 3 tháng 5, thì mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy đã giao thanh tra thị xã Hương Thủy làm việc với các hộ dân về việc khiếu nại. Cùng với thanh tra có các phòng nghiệp vụ như Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ủy ban Nhân dân phường Sở Tài để xác định rõ ranh giới đất đai của các hộ gia đình. Dù đây mới chỉ là bước kiểm tra xác định để có cơ sở làm rõ, nhưng dù sao cũng đã giúp cho người dân tin tưởng thông qua các trao đổi đối thoại trực tiếp với chánh thanh tra thị xã và đơn vị liên quan. Chi nhánh và ủy ban xã đã lập lúc trước với đó thì hiện tại là kiểm tra lại xem mức những cái mức này thì họ đã thống nhất chưa. Rồi hiện tại là có những cái mức mà đã sơn đỏ ở cạnh bên này, họ kiểm tra lại một chút. Với sự vào cuộc công tâm, khách quan của thanh tra thị xã và các đơn vị liên quan, mong rằng thị xã Hương Thủy sẽ sớm làm rõ đúng sai trong kết luận cuối cùng, giải tỏa được những thắc mắc, nghi vấn của người dân liên quan đến những thế lực đằng sau đang thao túng, chi phối quá trình quản lý đất đai tại địa phương. Có cái hồ thế trông lên bằng đồ.